Xin chào, hôm nay ngày 30 tháng 5, shop đồng hồ anh Khôi lại lên anh em nha. Hôm nay em lên là 35 sản phẩm, trong đó có đồng hồ pin và đồng hồ cơ. Bên em thì phát sóng vào thứ, gọi là em phát sóng nhiều lúc đồng hồ về lúc nào em lên lúc đó luôn anh em. Nên là khó chọn được ngày thứ lắm, em có để là số điện thoại bên dưới anh em nha. Anh em có thể kết bạn hoặc gọi điện trực tiếp, cái nào anh em nhanh nhất. Con đầu tiên thì con đây là con Tony. Con này con Tony anh em nha. Chỗ bên trong nó có một vết bụi này. Anh em thấy không? Nó có một vết bụi, tí em sẽ chùi sau. Đây, Tony. Nó là chạy bộ máy là 25W. Bộ máy automatic anh em nha, là nó có nghĩa là vừa có tay này. Nó vừa automatic này, chạy 28.800 dao động này. Vỏ là đờm mi vàng anh em nghe, nó là dòng thép với đờm mi vàng. Con này thì có thể rút ra hết này. Đây là rút ra hết anh em nghe. Nấm là nấm có hình hoa của Timony, gọi là Comakin, nó có Comakin. Đây, lịch của nó anh em nhìn cho đó anh em thấy không? Nó nhảy một phát là qua luôn. Nhảy nhanh lắm, lịch này con đi cái bộ máy nó chạy 28.000 dao động, lịch nó nhảy ngay cái tạch liền nè, tới đúng 12 giờ là ngay cái tạch lần qua luôn đó, lịch nhanh nè. Đây lịch thứ nè anh em nè, anh em không đó, lịch thứ nè. Nó có chế độ sit top anh em nghe, rút ra hết là sit top nè. Đây đại vô là kim chạy nè, đó switch mà đây nè, switch mà đây, mặt thì đẹp. Thước thì em đã chỉnh về số 0, em đã bọc 15 thước nên anh em khỏi lo về chày. Đây 0, size nó là size 37 anh em nghe, size 37. Rồi em sẽ quay tới dây này. Đây dây, đây dây nó thì siêu dài, dây ring của Tomony. Đây mặt sau đây cũng có chữ Tomony Comakin. Để em mở máy luôn để em xem thử dây dài. Đây nó còn dư hai mắt nè anh em nghe, nó còn dư hai mắt, nó nằm bên ngoài bì kia nè. Anh em mua thì em sẽ gỡ theo luôn, còn dư hai mắt nè, nó còn tới hai mắt ngoài nè mà đã dài rồi. Đây nè, máy đây, máy nó anh em nhìn nè, máy nó thì đẹp mo, đẹp khỏi nói anh em nghe. Đó, Tomony 25W, máy chuẩn, máy thì xịn anh em nghe, máy 26-38, đây, máy đẹp tuyệt vời. Con đây là con mã số 1 anh em nghe, con mã số 1. Con đây là giá nó là 2.7 triệu, em sẽ đập cái mặt lên. Đây, giá nó đây nè. Đó. Giá em này là 2.7 triệu anh em nghe, giá 2.7 triệu anh em nhìn nè. Đó, đẹp mê ly. Đó, giá nó 2.7 triệu mã số 1. Mã số 2. Số 2 là một em Cinco anh em nghe, Cinco. Cinco này thì nó có lỗ tim nè anh em nè. Đó, nó có một kim nhỏ trong là kim 24 giờ. Đây em rút ra hết em chỉnh giờ nè. Đó anh em thấy không? Nè, đây là hiện giờ là 24 giờ. Kim đúng chỉnh 12 giờ là kim sẽ nằm 24 giờ. Đó, mình chỉnh lại 12 giờ này là đúng 12 giờ đúng anh em nghe. Kim trong là kim 24 giờ, có chế độ sit top này nè. Đó, sit top nè, gài vô là chạy nè. Hàng đê minh gia băng anh em nghe, hàng chuẩn da đê minh gia băng. Đây dây nó thì dây Cinco luôn. Con này nó về em đấu bên Nhật về là nó mất búa, là em bỏ một cái búa vô rồi nè,
em bỏ một cái búa dòng đây là dòng 4R dây dài. Đó, dây dài bọc vàng toàn bộ anh em nghe. Đây. Đó, em sẽ bỏ vô một cái búa là búa cũng của Nhật luôn. Búa này là búa NH35. Búa này cũng dành cho máy này anh em nghe. Búa này cũng búa Nhật dành cho cái bộ máy này luôn. Bộ máy có hỗ trợ có tay dòng máy 4R. Đó, Deming da băng này. Nè, nó 4R39 này. Đó, em cho vào cái búa là NH39A. Đó, búa này cũng búa chuẩn anh em nghe. Máy này thì anh em bao xài thoải mái, có hỗ trợ cốt tay. Con này thì nó có hỗ trợ cốt tay dòng 4R, dòng chuẩn của Nhật anh em nghe. Nó về là nó không có búa, em mua một cái búa của Nhật, có búa nội địa anh em nghe. Đó, của dòng mà máy của cái búa. Cái búa nữa là nó từ cái nó chạy cái bộ máy Y này, nhưng mà nó xài cho những con chạy máy như này mà Nhật. Đó, em mua cái búa Y rứa em bỏ vào, chứ cái búa mà có chữ Shinko thì không có. Nó không có nên phải xài cái búa cũng của Nhật. Búa này là nó cũng giống như búa 4R thôi, nhưng mà nó búa R là đóng chữ búa R, còn đây là đóng NH39A. Anh em chơi đồng hồ anh em sẽ biết. Đó, máy thì chuẩn đẹp. Kính là kính sapphire anh em nghe. Con đây là nó xài kính mặt tiền, đây là kính sapphire. Kính này nè, là kính sapphire anh em yên tâm. Đây, anh em thấy đẹp không? Hàng chuẩn anh em nghe, hàng chuẩn trăm trăm, hàng này anh em mang ra thì tuyệt vời. Đó. Con này thì có giá 1.7 triệu anh em nghe. Nếu mà em đấu bên Nhật về mà nó không bị mất búa thì con này phải trên 2 triệu máy. Đó, nó vì lỗi búa này mà bán vốn luôn này. Đó. Máy này anh em về yên tâm mà sử dụng, xài thoải mái, nó bền siêu bền, dòng máy của nhà Senko. Đó, đây con này thì mã số này là mã số 2 nha anh em nghe. Mã số 2 này giá 1.7 triệu này, hàng chưa lên tay. Hàng này thì anh em yên tâm, đồ mới nó thì cực kỳ mới luôn, đẹp, bọc vàng tuyệt vời luôn. Đây là con mã số 3. Con mã số 3 thì một con Citizen anh em nghe. Con Citizen máy vàng, vì kính là kính sapphire. Đó, kính là kính sapphire. Con này thì rút ra hết là nó cũng có đồ chế độ stop này anh em nè. Đó, chế độ stop này em chỉnh lịch nè, lịch 24 giờ chuẩn bị nhảy nè. Đó, xuống đây là em đẩy vô lại là em chỉnh lịch nhanh. Đó, chạy anh em nè, nó rút ra lại nấc chỉnh lịch nhanh. Đó, tiếng Nhật và thứ nè. Đó, ngày này, đó anh em thấy không? Mọi chi tiết hoạt động ok. Con này cũng size là size tay 40 anh em nghe. Size tay nó size tay 40. Đó, dây nó thì dài miên man. Dây này thì anh em yên tâm. Tay anh em bao nhiêu cũng mang lên cũng vừa đẹp hết á. Đó, anh em thấy không? Vì cái dây này nó có một ít đờ mi dây nhìn đẹp không? Đó, nhìn nó rất cứng cáp anh em nghe, thép đúc anh em. Dây nó là dây thép đúc đẹp lắm. Đó, anh em nhìn nè. Đó, mặt mày nó thì tuyệt vời. Em lau sơ cái mặt kính cho đẹp. Đây. Hàng này thì anh em mang thì tuyệt vời luôn. Anh em thấy đẹp không? Đó. Đồ mới của nó thì anh em khỏi chê. Đồ mới nó thì khỏi đường bàn. Đây. Anh em thấy không? Bộ máy vàng anh em nghe, bộ máy của chuẩn luôn á, nó còn cái bì 15 bọc dưới ni luôn anh em nghe. Nó còn cái bì 15 bọc này. Đó anh em thấy không? Em khui cái bì 15 bọc qua bảo về tấm kính luôn, chưa bắt luôn anh em. Đó, máy này thì anh em yên tâm. Máy này thì máy chuẩn của nhà Citizen. Nó có chế độ stop anh em nghe. Đây anh em về anh em lột bì 15 này ra nữa là anh em nhìn thấy rõ hơn, tại vì nó có bì 15 bảo vệ này. Đó, con này thì nói chung thì đẹp miên man luôn á. Máy móc thì lộ đáy thì anh em khỏi lo rồi. Đó. Con này thì mã của nó là mã số 3 anh em nghe. Mã số 3. Mã này thì giá 1.8 triệu anh em nghe. Anh em mang những con này thì đẹp mê ly. Đó, hàng này thì anh em khỏi lo. Đó, mã này là mã số 3 này. Số 3 là giá nó là 1.8 triệu. Đó, hàng bao đẹp. Anh em do em bữa nay em quay ánh sáng là bên ngoài rồi nên nó rất là sáng. Nhìn nó rõ nè. Nhìn nó rõ. Con này là con mã số 3. Con mã số 4 là một con này thì một em Shinko 5. Shinko 5 21 UL.
máy 7S26 anh em nha. Dòng này nè, Singo 5 đặc biệt con này nè, có hỗ trợ có tay. À, kim là có già quang. Đây, rút nhẹ ra nứt nè. Là chỉnh gì đây. Đây là đang chỉnh giờ anh em nha. Đó, chỉnh giờ là nó có chế độ stop luôn nè. Anh em thấy hay không? Con này đặc biệt luôn á, nó đặc biệt có chế độ stop nè. Đó, đẩy nhẹ vô nứt nè. Đó, chạy nè, chỉnh nè, em đẩy nhẹ vô nứt làm chỉnh lịch nhanh nè. Đây. Đó, anh em thấy lịch nhanh nè. Lịch nhanh ok anh em nha. Đó, đẩy mình đẩy vô nứt nữa là vô trong là có hỗ trợ có tay. Đó, đặc biệt dây khóa nguyên rin của Singo 5. Này thấy dây khóa nguyên rin không? Đây em sẽ xem tay thử nó dài khoảng bao nhiêu cho anh em coi. Ui, dây này thì dài miên man. Nó bọc vàng toàn thân. Đây, búa đây. Em sẽ lau sơ cái búa. Đây. Búa nó đây. Đây, búa nó, anh em thấy búa đẹp không? 7S26B Singo hàng Demenja Bambang. 7S26. Anh em thấy đã không? Đó, dây nó có mã số hết nghe anh em nghe. Đây, nhìn nó, anh em nhìn bộ máy thấy ghiền luôn. Đó. Nó có hỗ trợ có tay anh em nghe. Nó có hỗ trợ có tay này. Đó, con này thì đặc biệt. Máy nó thì quá cao cao cấp luôn. Đó, con này là để em đo size thử. Em đo size thử size nó bao nhiêu. Size nó là size 40 anh em nghe. Con này được form là size 40, đẹp mê ly. Kính em này như là kính sapphire luôn nè. Như là kính con này là kính sapphire luôn. Đó. Kính con này là nước vàng. Đó. Anh em thấy kim đồ đẹp không? Đó. Nó được cái là rút ra là có cho đều stop. Hỗ trợ có tay. Đó, máy thì máy bao đẹp. Đó, hàng này anh em về mang là yên tâm. Em này là mã số 4 anh em nha. Giá em này là 1.800.000. Tuyệt vời. Con mã số 5, con mã số 5 là một con Mitari Switch Mada dòng binh kim trôi. Đó anh em không? Dòng binh kim trôi. Nó có một lịch thứ, một lịch ngày, một kim dây, kim quăng. Nó là kim quăng anh em. Đó, binh kim trôi nè, lịch nè. Đó. Đó anh em không? Lịch không? Còn lịch thứ nó chạy 24 giờ anh em nghe. Đó, con đây thì hàng chuẩn thị sĩ, máy nó là chuẩn thị sĩ anh em nghe, máy binh kim trôi size 38. Đây, dây khóa là nguyên rin, hàng siêu mới. Siêu lướt luôn. Đó. Đây. Này lên tay nè. Tay em này là hiện giờ đang là để em coi cho kỹ. Đây, tay hiện giờ đang là tay khoảng 19 anh em nghe. Đây, già quang có anh em, già quang anh em thấy lên màu xanh không? Màu xanh lét luôn. Đó, già quang có hàng binh kim trôi. Đó, chromometer chuẩn thị sĩ anh em nghe. Đó, nó thì chuẩn 100% thị sĩ, nó là chạy máy ISA. ISA là cái hãng máy ISA của thị sĩ này á, là nó sẽ được binh kim trôi, không phải là kim giật. Đây, đây mặt trong đây nè, mặt trong nó thì đóng vỏ nó là inox 100% anh em nghe, đẹp toàn diện hết nè, anh em thấy đẹp không? Mới toàn diện hết luôn á, đó đây, mặt mày nó là sáng sủa đẹp hết. Con này thì con mã số 5 anh em nghe, con mã số 5 này thì giá nó 900. Size 38 chuẩn 100%. Đó, mã số 5 này. Đẹp không? Đây là con mã số 6. Con mã số 6 này thì có giá là 800. Một con Singo 5. Singo 5 bao đẹp luôn. Lắc nhẹ cho em ấy chạy đây. Đó. Để em lắc lên cốt tí cho. Anh em thấy không? Em lắc nhẹ nó có tí cốt nhít kim nè. Đây, mặt nó thì bao đẹp anh em nghe.
mặt bao đẹp, bao sáng, bộ vỏ nó bao mướt luôn. Lắc nhẹ cho nó có tí cót là lên chạy thôi. Size là size 37.5. Dây nó thì đẹp hết này. Dây đẹp tết, dây rin hết anh em nghe. Đây, mặt sau đây rin hết luôn. Đó, đồ mới nó thì em nói anh em chứ 90% luôn á, con này này. Dây đây, dây thì tầm khoảng tay 19 này, lên tay này. Hàng chuẩn hàng single 5 anh em nghe, hàng chuẩn hàng single 5. Dây đây. Đó, đẹp mê ly. Anh em thấy không? Đây. Đây. Mặt đây. Mặt nó thì đẹp hơn. Khỏi nói anh em nghe. Mặt đẹp khỏi nói này. Dày này. Dày nó thì tuyệt vời. Con này thì con mã này là con mã số 6 anh em nghe. Con mã số 6 này. Con này thì giá nó là 800. Mã số 6. Máy nó thì bao đẹp. Lịch của con này thì để em coi. Lịch là lịch thử là lịch bấm này anh em nè. Đây. Thử là bấm, còn ngày là rút ra một nứt là chỉnh nhanh anh em nha. Ngày rút ra một nứt là chỉnh nhanh. Chỉnh nhanh đẹp không? Mặt này là mặt màu xám anh em nha, màu xám nè. Mặt màu xám. Em quay em lấy ánh sáng phía trong đây nè, vô cho nó thấy rõ. Trời nó đang mù nè, trời nó đang mù, để em bật thêm cái điện lên. Đây là con mặt số 7. Con này là sao nó đẹp thế này mà sao nó ở lại mình lâu thế. Đây. Con này là con mã số 7 anh em nghe. Con này thì mặt đẹp nè, anh em thấy mặt đẹp không? Đó, mặt đẹp. Đây, lắc nhẹ cho em ấy chạy. Đây. Mặt đẹp nè. Chạy rồi nè. Chạy bon bon rồi, mặt đẹp tuyệt vời. Size là size 41 nha anh em nghe. Size 41 này, mặt đẹp. Đó, lịch nó là chỉnh nhanh ok. Đó, anh em thông, dòng này là chuẩn 100% hai kim này. Đó, anh em thông, hai kim, kim đẹp không? Đó, hai kim quá đẹp luôn. Đó, lịch 24 giờ chỉnh ok. Đây anh em nhìn nè, nhìn cho rõ anh em nghe. Đó, đẹp toàn diện anh em. Máy đây, máy nó thì chuẩn 100%. Hàng này thì nó đóng thông số nơ búa này. Đó, hàng chuẩn đề mình giả băng. Vỏ thì vỏ inox nguyên con. Vỏ inox nguyên con. Đây. Đẹp, đẹp toàn diện anh em nghe. Đẹp, đẹp toàn diện luôn. Đó, đây. Con này á, thì nói chung nó đẹp hết toàn diện. Không có điểm nào mà gọi là cũ hết ngay anh em nghe. Siêu mới, siêu lướt luôn. Đó, em này là em mã số 7. Em mã số 7 này là giá 1.700.000 nha anh em nha. Giá 1.700.000 nè. Giá 1.700.000. Con này là con mã số 7. Đẹp toàn diện. Con mã số 8. Con mã số 8 này là con này là thật thật nhiều bác lớn tuổi là thích lắm. Đây. SK. SK nghe anh em nghe, SK. Để em xem cái này bụi hả. Nó có một chấm bụi. Để em xem được. Nó có một cái chấm bụi nhỏ. Đây. Con đây này là một con SK. Đây. Chủ nó còn nghe anh em nghe. Đó, chủ nó còn mới nè anh em, thấy mới không? Đó, mới này. Lâu sơ. Nó có hai chấm bụi nằm trên kính. Nằm trên kính tí nữa thổi. Đây, niềng nè. Anh em thấy không? Nút này là xoay cái niềng bên trong. Đó, nút này là bấm. Đây, để em chỉnh lịch 24 giờ cho anh em coi. Đó, lịch 24 giờ nè. Nhảy nè anh em nghe. Nhảy hết toàn diện nè. Lịch nhanh nè. Đó, ngày nhanh nè. Đó, giờ đến thứ nè. Đây đó, thử tay anh em không? Nó được trang bị da cá sấu màu đen. Trang bị da cá sấu màu đen lên tay nè. Đó, rất là đẹp.
đẹp bê ly luôn anh em. Anh em thấy đẹp không? Đó, con này thì nếu mà mấy bác mà tuổi lớn tuổi thì nói thật con này là hồi xưa nó giá trị biết bao nhiêu. Anh em thấy không? Nó hồi xưa nó giá trị biết bao nhiêu. Đây. Đây. Đó. Anh em thấy đẹp không? ALLSS. Tuyệt vời luôn anh em. Nó thực sự là tuyệt vời luôn. Lắc nhẹ cho em máy chạy, nó lắc nhẹ chạy máy nó thì em sẽ mở ra. Cái dòng mà SK này thì em sẽ đo sai. Sai khoảng 40. Anh em nghe. Nó SK. SK này nó là một trong những dòng tuyệt vời của những bác nào hồi xưa. Hồi xưa là nó tới máy chỉ vàng anh em. Nhưng mà giờ con này siêu mới này. Mới như Sony. Đây, máy đây. Máy đây. Trời cái máy. Máy chuẩn anh em nghe. Máy nó thì chuẩn 100% đang chạy này. Con này là con mã số 8 anh em nghe, SK này mã số 8 này. Đây, hiếm mới về con này nè. Lâu lắm rồi đây. Nó về được em như này. À, giá nó là 1.2 triệu tại vì nó siêu mới. Mã số 8. Mã số 9, nó thì lên có tay. Đây. Nó là server là vỏ nó làm bạc đúc cái tổng bộ anh em nghe. Nó là gọi là kỷ niệm của cờ Anh không ta. Cờ này là cờ Anh này, lộ máy này anh em này. Đó, nó là bản kỷ niệm của ban nhạc của Anh Quốc anh em. Đó, này nó có một cái chung lắc này, hình lắc nhạc này, ba kim này. Đó, con này thì size nó là size 34 anh em nghe. Size 34 được trang bị dây da màu đen. Vỏ nó là vỏ bạc đúc anh em nghe, vỏ bạc đúc, nấm là nấm trên này là nấm lên cót nè. Đó. Nên nấm lên cót trên này. Đây bộ máy đây. Đó, bộ máy nó thì có thông tin chữ đóng ở chỗ nào đây. Đây, nó có thông tin chữ đóng trong máy chỗ này anh em nghe. Đó, máy nó đang chạy nè. Đó, lộ đáy luôn. Cờ của Anh Quốc nè. Đó, anh em thấy không? Máy đang chạy bon bon. Hàng bao cổ bao đẹp. Đó, con này thì có giá là 1.3 triệu nên anh em nghe. Đó, vỏ thì làm chất liệu bằng bạc đúc, mình có thể là mình coi ngày giờ là mình coi theo cọc chỗ này anh em nghe. 12 giờ trên này, 6 giờ, 1 2 3 giờ này, 9 giờ bên này, theo coi giờ bên đó, đó đang chạy nè. Anh em thấy không? Đang chạy bon bon. Ngày giờ có hết nè. Đó, đây là năm chú ban nhạc cái này. Nó là ban nhạc em, nút này là nút nha. Con này thì con mã số 9 anh em nghe. Con mã số 9 này thì có giá là 1.3 triệu. Con mã số 10 là từ để em chùi sơ. Đây, con mã số 10 này là đang chạy anh em nghe. Tại vì con này là nắp đáy vặn, là em chưa mang cái đồ vặn ở trên, do em chuyển nhà em chưa mang cái đồ vặn xuống không mở được. Nên là bán gọi là giá máy, giá sát cho anh em về mở anh em lau dầu anh em nghe. Thổi bụi, đó. Cái máy nó thì do em mở không ra được, máy nó lắc là chạy. Đó. Do mình lắc là chạy. Lịch của nó thì chỉnh ok. Nó là hàng nguyên bản anh em nghe, hàng rin nguyên bản. Đó, mà máy của nó là máy 7005 một lịch có trục tung quanh. Mặt nó thì đẹp anh em nghe, mặt anh em thì thấy nó bụi thôi nè. Là mặt đẹp, nó chỉ có bụi bên trong không lau được anh em. Đó nên là bán cho anh em về anh em nào mà có đồ mở đít là mở ra lau bụi sạch sẽ là ok. Đó, máy nó vẫn đang chạy này. Đó, cái này thì máy móc nó về nó chạy hoạt động bình thường hết.
Đó, chỉ là em mới chuyển nhà nè, nên là em chưa có mang cái đồ mỡ xuống được, nên là thôi về thì bán giá gì từ từ xử cho anh em về mỡ anh em nha. Size 37 này. Đó, đây. Máy móc thì đang chạy, lịch đồ nó thì ok hết, lịch đồ 24 giờ ok hết, mặt nó thì đẹp nè. Mặt nó thì em thấy soi nó đẹp, bụi anh em, nó bụi bên trong không thổi được á. Nó tức lắm. Đó, lịch nó nhảy hoạt động bình thường hết. Còn thì không có bị lỗi lầm, chỉ là không mở được nó nắp đít ra nè. Cái này mà có đồ vặn mà mang xuống sớm là mở ra thì lau sạch bụi thì nó bán giá nó cao hơn rồi. Nên là chưa mang xuống được, nên là thôi bán giá gọi giá lỗ vốn nè. Em vẫn trang bị một sợi dây da K6 loại màu xanh đẹp nè. Đó, đây. Còn đây là giá 550 anh em nghe. Giá nó là 550. Một con Cinco automatic trục tung quanh. Mặt mày thì em sẽ cho anh em coi kỹ nè anh em thấy không? Mặt màu xám anh em nghe. Bụi á không thổi được nên tức lắm nè. Đó, em đây là mặt con, đây là con số 10. Giá 550. Đây là em số 11, là một con Cinco 27G dòng Bullsonic 27G. Dòng này là nó là dòng càng gãy anh em nghe, càng gãy nè. Đó, em sẽ chỉnh giờ, chỉnh lịch 24 giờ cho anh em coi. Đó, chỉnh lịch 24 giờ. Đó, lịch 24 giờ nhảy nè. Đó, xuống sẽ chỉnh lịch nhanh. Đó, anh em không, lịch nhanh ok, lùi tới ok luôn. Lịch nhanh ok, con này form càng gãy anh em nghe. Form càng gãy, form này là đắt tiền lắm á này. Thì mặt này nó có hơi lỗi một tí nên là bán nó phải rẻ. Cho nên em về anh em chơi những hàng cổ. Size 37 này. Đó, size 37 anh em nghe, càng gãy. Đó, càng gãy, đây. Sẽ mở máy ra cho anh em coi máy đồ đồng hoàng chứ. Đây, máy đây. Máy nó thì bao đẹp. Máy chuẩn anh em nghe. Mà máy chuẩn 27G. Đó, đang chạy này. Nắp nick sạch sẽ. Đây, lớp điếc được sạch sẽ hết các anh em nha. Đó, nhìn nó bên ngoài nó nhìn nó sáng bóng á nè. Sáng bóng luôn, chỉ mặt hơi xấu tí là kính đồ đẹp hết nè. Con đây thì con mã 11 anh em nghe. Con mã 11 này thì 800 nè. Con mã 12. Con đây thì cực kỳ độc. Dòng Cinco... Cinco sóng bạc. Đó, mặt đẹp anh em, mặt đẹp này, nó sóng bạc anh em nghe, sóng bạc nè, mặt bao đẹp, nấm là nấm cổ chai. Đó, lịch nó đang trong thời gian nhảy nè. Đó, anh em này nhìn nè, đây. Đó, nhảy đồ bình thường hết nè. Đây, sóng bạc anh em nghe, kim nó có hai màu, màu trắng màu vàng luôn, cái đầu kim. Đó, có chế độ xích, xem có chế độ sit top anh em nghe. Sóng bạc này là chuẩn, máy nó chuẩn có chế độ sit top này. Đây, ngày thứ này ok này. Đè vô là bằng nấm cổ chai vô trong nước. Dây thì dây Nhật anh em nghe. Đây, mặt sau đây. Sau nó thì nó chạy máy là 6306, bộ máy siêu mới. Để em mở cái máy ra cho anh em coi. Sao? Đây. Máy nó thì anh em khỏi lo. Máy siêu mới luôn, máy
mới tẹt 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 luôn á, máy siêu mới. Đây, con đây thì nói chung thì dây không phải dây riêng của nó, nhưng mà nó được cái là nó hàng nót em nghe, hàng nó là hàng cần nót. Sóng bạc này thì dòng sóng bạc nên đắt đắt lắm anh em. Sóng bạc mà automatic này này, mặt nó thì anh em có thể thấy nè, bao đẹp luôn nè, kim rin hết vỏ nó thì bao nét. Con này thì có giá là 1 triệu anh em nghe. Em đi là mã 12 nè, hàng này hàng siêu tầm. Anh em mua em tặng thêm một sợi dây da nữa anh em nghe. Con này thì anh em mua em tặng thêm một sợi dây da nữa. Đây là một con gì ESK của thị sĩ anh em nha. ESK này là của thị sĩ. Dòng này là dòng có tay. Nó dòng có tay. Máy nó là máy 7000 máy đó là máy 7000 anh em nha. Nó chạy máy thị sĩ 7000, máy vàng hồng. Size 28 nhân với là 34. Đó đây. Dây nó thì lên tay nè, đồ chuẩn tăng anh em nghe, chuẩn tăng. Đó, anh em nhìn nè, dây nó thì siêu đẹp, dây dài. Đây, dây nó dây rin, mặt sau đây, mặt sau nó thì đẹp miên man anh em nghe, mặt sau thì đẹp nè. Đó, con này thì nấm rin, đây nấm rin, nấm rin. Nấm rin đẹp hết này. Không bao nhiêu? Đây. Đó. Đây, anh em thấy đẹp không? Máy nó em mở ra rồi nghe em, cái máy nó mở ra, con này nó khó mở lắm. Đáng lẽ em mở ra em chụp hình rồi. Mà em lúc em quay phim em quên mất đó. Em quên mất nên là anh em thông cảm, em sẽ mở ra sau cho anh em, tại vì máy nó phải mở ra từ từ, mất rất là nhiều thời gian, nên anh em thông cảm anh em nghe. Con đi thì anh em thấy đẹp không? Kính nó thì cũng có một vết nhẹ chỗ này. Con đi thì con mã số 13 anh em nghe, giá 1 triệu. Đây là một con pin kim trôi. Pin kim trôi mặt màu xanh. Đây. Mặt màu xanh anh em nghe. Mặt này mặt màu xanh nè. Mặt con này là màu xanh. Nó là rút ra, để em rút ra nhẹ thử em chỉnh lịch. Lịch nè, chỉnh ok. Lịch nó chỉnh ok anh em nghe. Mình rút ra hết rồi, có chế độ stop chỉnh giờ. Nhưng mà đang chạy đúng giờ nên là không thể chỉnh được nè. Đang chạy đúng giờ từ ngày hôm qua, rin hết luôn anh em nghe, rin hết toàn bộ luôn, lên tay nè. Đây, dây tay thì khoảng tay em đang tay 17 mang vừa anh em nghe, đang tay 17 mang vừa, mặt đẹp. Đây, anh em coi lại này, mặt nè. Em thấy mặt đẹp không? Mặt bao đẹp anh em nghe. Có những vết xước xước trên kính này thì tí em xử lý sau. Có một hai vết này thì em sẽ tí em xử lý cho. Đẹp nè. Đây mặt sau đây. Mặt sau đây nè. Đây mặt sau chuẩn hàng Seiko anh em nghe. Máy vàng. Con này chạy một máy vàng anh em nghe. Pin thì em đã thay rồi. Dây khóa nguyên rin luôn. Size nó là size 37. Size 37 anh em. Con đi thì nói chung thì mặt màu xanh đẹp, chụp có 30 đường băng này đó anh em thấy không. Con đi thì giá 14, số 14 anh em nghe, giá 700, số 14 giá 700, hàng bao lướt bao đẹp. Em nghiêng ra để em lấy ánh sáng bên ngoài này cho anh em dễ thấy nè đó, tại vì bữa sau sẽ khiêng ra ngoài quay luôn nè, giờ bữa sau sẽ khiêng ra sân quay luôn cho rõ, cái thông điện nó vẫn thấy chưa được sáng lắm. Đây, con đây là một con automatic của Nhật anh em nghe. Automatic của Nhật xài máy Miyota.
Lấy có tay này, lịch của nó chỉnh nhanh ok. Đó, rút rút ra hết thì chỉnh giờ. Đó, con này thì kim số học trò. Vỏ đẹp, vỏ nó là vỏ inox toàn thân anh em nghe. Size nó là size 35.5. Size 35.5. Dây khóa thì nguyên rin. Đây, dây khóa thì nguyên rin đây này. Dây nó thì đang cho tay đi cỡ 10 máy anh em nghe. Dòng lộ đáy luôn này. Đây, cho anh em coi này. Dòng lộ đáy luôn. Đó. Dòng lộ đáy luôn, máy chuẩn Nhật anh em nghe. Đó, dòng lộ đáy. Con đây thì con mã số 15 anh em nghe. Con đây thì giá nó là 700. Mặt mày nó sáng sủa này. Anh em thấy mặt mày nó sáng sủa không? Dày vỏ thép hết. Đây. Em đi là em mã số 15 anh em nghe, giá 700. Này. Con này là con mã số 16, con mã số 16 này là một con nguyền say của nhà Sima. Đó, Sima anh em nghe. Con này là dây tay em sẽ đo cho anh em thử. Dây tay đang tay cả 18 anh em. Đó, tay 18 nguyên rin hết toàn bộ anh em nghe. Niền sai, xài máy là máy V8 vàng. Xài máy là V8 vàng anh em nghe. Nó xài là máy V8 vàng đồng vàng. Đây, mặt màu sâu đây. Đó, anh em thấy đẹp không? Sâu Sima, dòng chống nước anh em nghe. Vỏ là vỏ rin của nó hết luôn. Đó, đẹp toàn diện, niền sai. Nó nấm là em xem thử nấm cổ chai không? Đúng y luôn, đoán đúng luôn. Đó, nấm cổ chai lịch chỉnh nhanh ok này. Đó, máy đang chạy đây. Đó, máy đang chạy chỉnh lịch 24 giờ cho anh em coi luôn nè. Đó. Con đây là có cọc số kim và quang anh em nghe. Đó, lịch nó là chỉnh nhanh ok hết toàn bộ. Đó, vô là chạy lại, nấm là nấm cổ chai. Con đây là con mã số 16 nè. Con mã số 16 nè. Con đây là giá của nó là 600. Đây là con mã số 17. Con mã số 17 con này là dành cho mấy chị nữ anh em nghe. Nó là hàng của Thụy Sĩ anh em nghe. Hàng Thụy Sĩ, hàng siêu mới siêu đẹp luôn. Đó, hàng siêu mới siêu đẹp của những bà chị nào nam tay nhỏ thì mang cũng được. Đó, nam tay nhỏ mang được, mình cũng mang được. Đó, hàng bao đẹp Thụy Sĩ. Xài máy V8 anh em nghe. Xài máy V8 đồng hoàng. Nam tay phải nhỏ, con thôi phải nữ. Này, đang gọi là rút ra chỉnh giờ này, lịch này. Đó, lịch chỉnh nhanh ok anh em nghe. Đó, lịch chỉnh nhanh ok, mặt sau đây. Sau con bị long. Vỏ là inox hết toàn bộ. Đó. Con này là chạy máy V8 anh em nghe. Máy nó máy V8 đồng hoàng. Đó, hàng đây hàng bên Nhật Bản 48.000 yên. Là cho được cũng phải là máy ta 48.000, gần 10 triệu anh em. Là bạn nó gần cỡ 8 triệu mấy. Không ta. 10.000 là 2 triệu. Tầm là 9 triệu anh em. Bên nó bán tầm 9 triệu mà về Việt Nam mình có 600.000 mấy. Là anh em nó biết nó rẻ cỡ nào rồi. Đó. Em đây là mã số 6 anh em nghe. Em đây là mã số 6, giá em đây là 6, quên mã số 17, giá là 600. À, đọc rồi nhầm luôn. Mã số 17 giá 600. Đây, con đây là một con Omega. Omega chạy máy là máy lớn này. Đó, máy lớn Omega. Đó, đây. Omega anh em nghe. Đó, của nữ nó bọc là 20 micron. Vàng trắng, ở trên là vàng trắng nè. Này có chuyện nè. Đó. Bọc về trên này là vàng trắng 20 micron. Đó, rin hết toàn bộ Omega. Đây, sẽ mở máy cho anh em coi đồng quà. Tại vì con đi là Omega đắt tiền là phải buộc phải mở máy. Đây, máy đây anh em. Máy lớn anh em nghe.
mà máy cưng cực kỳ lớn luôn, 625. Máy là máy 625 anh em nghe. Đây em xoay qua đây. Cũng có bộ máy này. Đó, bộ máy này bình thường là so em bán giá là 1 triệu này thì bình thường anh em nghe. Giá mềm luôn, máy lớn phải là máy nhỏ, máy nam. Đó, bộ máy nam này anh em thấy không? Máy 625 này. Đây. Đó. 20 micron này anh em này. Đó, đóng trong này. Đó, 2 micron. Bọc vàng trắng anh em nghe. Nó bọc vàng trắng. Kính là kính rin anh em. Đó em thổi sơ là bay bụi nè. Kính là kính có neo giữa nè. Kính là kính có neo giữa rin. Em thổi sơ anh em thấy mặt đẹp không? Đó, bùi kính là kính rin anh em nghe, kính có neo giữa. Con này thì mã 18 anh em nghe, giá 1 triệu. Cái máy là máy nam. Đó, máy to nam. Hàng mà hàng nữ mà chạy máy nam thì quá ngon rồi nè. Đó, máy lớn máy 625. Máy thì đóng thông số thì anh em nhìn ghiền luôn. Đó, mã 18 anh em nghe. Mã 19 này là con này thì một con Tetnot. Test nốt đây là một test nốt dummy. Test nốt này chạy máy V8 anh em nghe, V8 nhỏ này. Có một lịch này đang chạy này, hàng test nốt này. Đó, mới này. Con này thì mình rút ra một nấc này, làm chỉnh lịch nhanh. Đó, còn mình rút ra hết thì mình chỉnh giờ. Đó. Giờ nó đang là đúng giờ rồi nè, nên phải cho nó chạy đúng giờ đây. Đó, đang chạy anh em nghe, mặt sau đây. Đít đục liền. Đóng đầy đủ thông tin đờ mi vàng, dây nó là siêu dài luôn, cái dây nó thì cực kỳ dài nghe anh em nghe, dây nó thì dài khỏi nói. Con này thì có giá là 350 nè, giá là 350 anh em nghe, mã số 19 nè, mã số 20 cũng là giá 350 anh em nghe, một con radio này thì em đang lấy có tay này, đang chạy nè. Đó. Con radio này thì đang chạy em nghe. Em sẽ chui cho sạch cái kính. Đây. Nó em đang chui cho sạch cái kính rồi, hết rồi nghe. Đây, mặt sau đây. Mặt sau thì có hình chữ radio. Mà sao anh? Dạ, không có gì hết anh. Em đang quay anh. Con đây là con mã số 20 anh em nghe. Con mã số 20 này thì có giá là 350. Đó. Đây, con đây thì cũng của hàng cơ anh em nghe. Nó cũng của hàng cơ, của radio chuẩn. Hàng này thì mặt thì hơi xấu một tí này, nấm rin, niềng băm. Con này dành cho mấy chị nữ anh em nghe. Đó, dành cho mấy chị nữ. Lịch của nó thì em sẽ chỉnh cho anh em coi luôn. Đó, lịch chạy nè. Đó, con này thì có mã số 20. Con này là con mã số 21. Con mã số 21 này là giá nó là 350k. Con này thì con này là một con automatic 21 dây queo anh em nghe. 21 dây queo. Đó, con này thì nó là automatic, lịch của nó thì em sẽ xem lịch giật anh em nghe. Lịch giật này, mới này. Con này thì em cũng bán giá 350 luôn, dây rin anh em nghe. Dây rin, mặt sau đây. Đó, mặt sau thì đóng đầy đủ thông tin. Nó là SS gì BD.
đó là cái niền này là bọc bọc là bạch kim đó, còn dưới là vỏ SS đó. Con đây thì giá của nó là 350 số 21 anh em nghe, đẹp này, đẹp với mới toàn diện luôn. Mã đây là mã 21. Mã 22 là một con long rin. Đó, đây là một con long rin anh em nghe. Con long rin là long rin automatic nè. Đó, long rin automatic rin cả dây cả đồ hết nghe. Mặt thì lên dầu. Đó, em sẽ mở máy con đi, tại vì con đi số 22 đắt tiền nên buộc phải mở máy anh em. Đó, dây thì dây nguyên rin hết. Mặt sau đây. Đó, em sẽ mở máy cho anh em coi luôn. Đây, nắp đây. Nắp này thì đóng đầy đủ thông tin. Còn máy đây. Máy nó thì chuẩn anh em nghe, máy đang chạy nè. Máy long rin nè. Thông số đường đóng này anh em. Đó, thông số đường đóng nghe anh em nghe, máy nó cực kỳ mới, máy đang chạy nè. Bon bon. Chạy ten ten luôn, chạy khỏi nói máy này thì anh em yên tâm. Chỉ có mặt mặt nó là xấu nè. Núm là rin hết toàn bộ anh em nghe. Nó được cái là nó rin hết toàn bộ. Đây. Đó, em lắp vào rồi, kính rin nè. Rin hết toàn bộ anh em nghe. Mặt hơi xấu một tí nhưng mà được cái là hàng cơ automatic hiếm. Đó, em này thì giá 1.1 số 22. Dây nó thì tuyệt vời, máy nó thì chạy chạy khỏi nói. Máy nó thì em đã lau dầu kiểm tra kỹ lắm rồi nè. Con mã số 23 là giá là 700. Con này cũng long rin cơ anh em nghe, có tay nấm rin bọc vàng toàn thân. Đó, bọc vàng là 2 micron anh em nghe. Em bán giá là 700, mặt đẹp nè. Đó, mặt đẹp, bao đẹp, mặt không có tì vết luôn, kính đồ không có tì vết, vỏ vàng. Nó chỉ về anh em sắm thêm một sợi dây nữa là anh em mang. Đó, nữ anh em nghe. Em nữ này là em bán giá 700 anh em nghe. Bọc vàng toàn thân hết nè. Đó, đây đẹp, đây giá 23 anh em nghe, giá 700. Đó, đẹp. Con số 24 là một con quýt pin kim trôi. Đây đẹp không, đang chạy anh em nghe. Quýt này thì có giá là 550. Đó, giá nó là 550 anh em nghe. Anh em thấy đẹp không, quýt pin kim trôi. Size nó đây, em sẽ đo size. Size nó là size 40. Size 40 anh em nghe. Size 40. Đó, anh em nhìn này, nó size 40. Đẹp. Hàng pin kim trôi. Em sẽ mở máy luôn cho anh em coi bộ máy của pin kim trôi. Đây. Đó, nấm là nấm rin. Đó, nấm rin máy đây. Máy nó thì đẹp anh em nghe, máy 12W. Máy bao đẹp. Vỏ nó thì nắp 100%. Con này thì hàng cổ anh em nghe, hàng pin kim trôi cổ, mặt nó thì bao đẹp luôn, mặt siêu nét. Mặt mày thì siêu nét này. Đó, anh em thấy đẹp không? Giá của nó là 550 anh em nghe, giá 550 nha. Hàng siêu mới siêu nét, đó, số 24 550. Số 25. 25 đây, 25 thì em nói anh em chứ hơi bị đẹp, hàng quýt cổ cơ anh em nghe, quýt cổ cơ. Con này thì size nó là size 35. Anh em để em chùi cái bụi này. Đây, 25 anh em nghe. Dây nó thì đẹp này, dây nó thì chuẩn dây.
Đó, gì dài dài nó là chuẩn cổ hàng cơ. Cơ anh em nghe, cơ mà đẹp nè, đó mặt sau nè. Anh em thấy đẹp không? Có gì cái gì nè, chữ gì nè. Đó, chữ gì em chả biết nữa. Đây sẽ mở máy cho anh em coi đồng qua. Đây. Cơ, cái bộ máy này thì anh em khỏi lo, bộ máy 17 giây này thì tuyệt vời, siêu mới luôn. Lên có tay. Đây nắp đây. Vỏ thì inox toàn bộ anh em nghe, vỏ inox toàn bộ. Đó, vỏ inox toàn bộ. Đó, máy nó thì đẹp. Chuẩn hàng Seagen, cái máy này cũng đã mấy trăm rồi. Mà một con quýt đẹp thế này đây, quýt siêu cổ. Đó, siêu cổ đẹp anh em nghe, mặt nó trời. Khỏi đường nói luôn. Mặt nó soi gương. Đó, giá em này là 600 anh em nghe. Giá em này là 600, số 25. Đây là số 26 là một con Edot. Edot bộ vỏ này là đóng gì nè? Đóng 422/9000. Không biết phải là BT9000 nữa. Đó, không biết BT9000 không mà nó đóng thế mình cũng chả hiểu đường nào. Con này là size nó là size 41 anh em nghe. Size 41 này. Đó. Đây size là 41 anh em nghe. Đó, lịch của nó thì em sẽ rút ra hết nè. À, đục, trời, từ đợi em tí, rút ra nhẹ thôi, nó hư nữa bỏ mà. Đây. Đó, lên nó nhảy nè. Đó, lịch nó nhảy bình thường nè. Đó, 912. Mặt đẹp anh em nghe, mặt nó thì bao đẹp. Ôi xồi, mặt nó khỏi đường nói luôn. Đó, máy đây. Em sẽ mở bộ máy cho anh em coi cho nhìn thấy sướng. Đây. Bộ máy đây. Bộ máy 17 UL chuẩn Edot anh em nghe, đó khắc nữa. Này, bộ máy đẹp tuyệt vời, máy lớn anh em nghe, bộ máy lớn phải bộ máy nhỏ đâu. Bộ máy lớn của Edot á này, còn nắp trong nè. Nắp trong đóng suốt Mada thôi. Má còn cái số 9000 đi mà nó đóng ở sau chữ BT nữa thì tuyệt vời luôn. Má nhìn số 9000 chả hiểu thôi. Cái nó đóng như thế nào. Đây. Không biết đóng như thế nào, đóng thêm chữ BT phía sau này nữa thì tuyệt vời. Con này thì có mã số 26 anh em nghe. Con này là có mã số 26 giá 1.1, hàng đây, hàng đỉnh anh em nghe, hàng đỉnh mặt đẹp. Hàng đỉnh mặt đẹp, sơn cọc số học trò. Đây số 27 là một sợi dây chuyền. Đây, một sợi dây chuyền này anh em nghe. Đây một sợi dây chuyền đây. Đó, dây thì em đã mở ra rồi để em luồn cho lại. Đây cái sợi dây nó là em bỏ riêng anh em nghe. Đây dây đây, đó còn mặt đây. Đó, đây mặt thì có hình nữ hoàng gì nè. Đó, hình nữ hoàng phía sau đây nè. Đó, phía sau hình nữ hoàng có đính đá đồng hoàng anh em nghe. Đó, mặt dây chuyền của sợi dây chuyền cái này thì tí là lòn vào thôi. Đó, cái này tí là lòn vào. Đó, có đến rớt một viên đá nào này rồi mặt. Không biết là cái này là ý nghĩa gì đây. Đó, một sợi mặt dây chuyền anh em nghe. Đó, với sợi chuyền cũng là bên Nhật về luôn. Cái này thì bán giá là 250 anh em nghe. Mình về thiết phân kim được mà thiết làm mặt dây chuyền đeo cũng được. Tại vì nó đầy đủ anh em. Đó, đầy đủ mặt của nữ hoàng vậy nè. Đó, đồng tiền gì nó bỏ giữa nè. Đó, cái này là số 27 giá 250 anh em nghe. 27 giá 250. Đây là một sợi dây hạt gạo giá 300. Đây là một sợi dây hạt gạo giá 300 anh em nghe. Dây này là hai đầu còn nguyên luôn. Dây dài khoảng tay 19. Đó, dây dài khoảng tay 19 hai đầu nữa nè. Đó, dây này là giá 300 anh em nghe.
dây này là giá 300, dây hạt gạo. Là đầu này là đầu 18 này. Đầu dây này đầu 18, dây đẹp này. Dây đẹp tuyệt vời. Dây của Sinco. Dây của Sinco anh em nghe. Dây này thì hai đầu nó còn nguyên. Đầu đầu này là đầu hơi tròn. Đó, đầu này là đầu số này là số 28 này anh nghe. 28 này. Giá 300. Giá này giá 300 anh em nghe. Giá 300. Số 28. Đây là số 29. 29 rồi. Đó, dán vào này. Cái này thì làm bằng chất liệu nhựa. Cái này là để massage anh em nghe. Còn cái này để gãi lưng. Đó, nó về trong lô luôn. Này cái này là đồ gãi lưng anh em. Đó, đồ gãi lưng anh em nghe. Đó, dài để mình gãi cái lưng mình á. Đó, khèo cánh tay. Đây là chất liệu chắc nhựa. Còn đây là một viên bi để massage anh em nghe. Massage cổ đồ nè. Thích massage đâu massage. Đó, đây. Còn đây là chạy vòng tròn nè. Đó. Đó tăng ra dài không nè. Dài khoảng 60. Chiều dài khoảng 60, gãi tha hồ lên lưng. Cái này nó không có bén đâu nghe anh em nghe, nó không có chạy da đâu nghe. Cái này thì nó không có chạy da đâu, cái này thì gãi cho đỡ ngứa lưng thôi. Làm chất liệu thì chắc chắn của người Nhật làm anh em nghe. Người Nhật làm cho bên nó xài á, đó rất đẹp. Cái này thì mà 29 nè. 29 giá nó 500. Đó. Quên giá 200 cho nhầm. Nhầm giá 200. Hai sợi này là giá 250 anh em nghe. Hai sợi dây huyết áp này. Đó, mang lên tay này. Đó, đây. Đó, có một viên màu đỏ, viên màu đồ. Dây rời anh em nghe. Đó, dây này thì nó làm bằng đá tư tính. Nó có chế độ 500 để gọi là dây huyết áp. Đó. Anh em thể thấy nè. Đây. Dây thì em được chứ mới bán một sợi rồi, giờ em thấy bán còn về hai sợi này nữa thì bán cho anh em nào hỏi mua là giá là 250 anh em nghe. Giá 250 hai sợi. Không hít nổi cái mạc luôn, giá 250 hai sợi số 30. 31 là cái gọng kính đó. Cái gọng kính bọc vàng giá 100 thôi. Đó, gọng kính bọc vàng nè. Có thương hiệu luôn nè. Đó, thương hiệu luôn. Đó. Gọng kính bọc vàng anh em nghe. Đó, da băng nè. Đó, da băng rõ ràng. Da băng nè, da bắp, da băng nè. Đó, bên này cũng có thông tin luôn. Đó, thông tin mã số nè. Đó, cái gọng anh em nghe, cái gọng còn đầy đủ luôn. Còn trong ngoài luôn, có thương hiệu hai bên luôn. Gọng kính anh em nghe, trước nè. Trước nó chưa bị còn đẹp, đẹp hết anh em nghe. Có cái gọng này giá 100. Cái gọng này thì em bán giá 100, anh em về mua ra anh em cắt trong kính bỏ không bỏ vô nữa thì thành một cái gọng kính đẹp phân kim, mai mốt bán phân kim gọng này cũng được 100.000. Kính này là kính đi mát của mấy chị nữ, kính này thì cũng của 100. Nó kính xịn anh em nghe, kính này sản xuất ở China nhưng mà kính xịn. Nó kính thương hiệu đồng hoa hơi bị đẹp. Kính này kính mát anh em nghe, kính này mang đi xe máy thì tuyệt vời á. Cái kính này. Cái này thì anh em mang đi xe máy tuyệt vời luôn. Kính anh em thấy đẹp không? Kính thì có xuất xứ thương hiệu đàng hoàng anh em nghe. Gọng nó làm bằng gì rất đẹp luôn, gọng làm bằng siêu chắc luôn, có thương hiệu đàng hoàng. Đó, thương hiệu có đàng hoàng. Kính này là giá 100 anh em nghe, đồ mới nó còn cao luôn. Giá 100. Số 32. Số 33 đây. Số 33 thì một cái kính cận giá 200. Kính này thì cũng của hãng anh em nghe, kính này là hãng nè. Đó. Kính này cũng của hãng, có đóng thông tin nè. Đây. Kính này cũng có đóng thông tin, kính bọc vàng anh em nghe. Bọc vàng, kính là kính cận, kính có độ. Này trong là cũng có tên hãng nè. Đó, đẹp toàn diện. Đó, kính này là cũng giá 200 luôn, kính này cũng kính đẹp anh em nghe. Kính đẹp, trong kính thì anh em về thay đi. Anh em về mua về thay đi là anh em mang tuyệt vời. Đó, kính này thì mã số 232, giá nó là 200. Đây, một con đẹp nè.
chất liệu bằng sừng anh em nghe, sừng trâu, sừng á, đó hai con hơi khác nhau một tí, phải quay như thế này đó anh em thấy không, quay to nó dài khoảng là, để em bỏ cái này xuống là nó dài khoảng là bỏ trên bàn là khoảng cỡ ba mấy phân đó, chỉnh rồi, anh em thấy đẹp không, bóng xoắn bằng sừng nha anh em nghe, bằng sừng đẹp chim, bỏ bỏ tủ trưng bày thì tuyệt vời đó, bằng sừng anh em nghe, nó làm thì rất đẹp, rất công phu luôn. Cái này thì 34 giá 350, cái này cũng vậy luôn, cái này thì nó được con chim màu trắng này, con chim này con chim màu trắng, con chim này chim màu đen, chim này là chim chim trống, chim này là chim mái anh em nghe, nó có một trống một mái, nhưng mà nó không nhìn nó ở con này con mái nè, con này con trắng, dây công thừa mấy con da trắng mái đây đẹp anh em nghe, cũng bằng sừng trâu sáng bóng đó. Cái này thì 35 giá nó cũng 7 tờ 50k anh nghe, 7 tờ 50k thì 350 đó. Đây là cái sợi dây chuyền, sợi này thì anh em mua về sợi này ha, sợi này thì giá 200 anh em nghe, giá nó 250 mà em đã sửa là 200. Ừ đây cái mặt, đây mặt thì viên đá ruby, ruby này là ruby của này, xem thử nó có có xuyên sâu ruby, ruby này là ruby thật anh em nghe, mặt dây chuyền ruby đó, này thì chắc không phải là bằng vàng đâu, nó cái này chắc là mạ vàng thôi đó. Sợi dây này thì sợi dây của đây nó đây, dây này thì chắc cái dây cũng nó thấy nông bì nó bỏ theo thôi đó. Đây mặt thì đẹp anh em nghe, viên đá nó đẹp, viên đá này mà bỏ trên nhẫn nó tuyệt vời luôn, viên đá này bỏ trên nhẫn nó tuyệt vời này, trắng trắng đỏ đỏ đen đen đó. Đây cái này thì giá 250 anh em nghe, quên giá 200 anh em nghe, cái này thì giá 200 do viên chủ yếu là viên đá ruby này thôi, viên đá này thì về mình không thích bỏ trên mặt dây chuyền thì bỏ nhẫn không đẹp, này mà bỏ vô nhẫn không đẹp lắm anh em, đá thật anh em nghe, đá này là đá thật anh em nghe, bao là đá ruby, còn nếu mà không phải nhựa đâu đó, này thì giá 200 rồi. Kết thúc video rồi anh em, xin chân thành cảm ơn anh em.